Xin thưa với đại chúng là như thế thì chúng ta đang học cái bài tựa chú Lăng Nghiêm. Chúng ta nên nhớ là kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển, thì cái chú Lăng Nghiêm này nó thuộc cái quyển thứ 7, nằm trong cái quyển thứ 7 đó. Thì cái bài tựa của kinh Lăng Nghiêm là sau khi ngài A Nan đó thoát khỏi cái nạn ma đang già, cho nên ngài quay về với Đức Phật và ngài nguyện tu tập và ngài phát nguyện theo trong cái bài tựa của kinh Lăng Nghiêm. Như vậy thì hôm trước chúng ta đã được học qua Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát tức là kính lạy Phật và Bồ Tát trên hội thủ Lăng Nghiêm. Trên hội thủ Lăng Nghiêm là hội gì? Hội nào? Các bạn biết không? Hội thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta học rồi mà. Rồi, trả lại. Cho nên là lúc bây giờ đó, trên đỉnh đầu Đức Phật, Đại Phật đảnh mà, đảnh đầu của Đức Phật, phóng ra hào quang. Trong cái hào quang nó hóa ra vô số Đức Phật. Trong vô số Đức Phật có những vị hóa Phật ngồi trên hoa sen. Phật nói ra chú Lăng Nghiêm. Đó, thì trong vô số Đức Phật nào Bồ Tát Kim Cang, tất cả chư vị đều và thính chúng ở trong cái hoa sen đó, ở trong cái đỉnh đầu của Đức Phật. Thì đó là cái hội thủ Lăng Nghiêm là cái đó. Như cái hội thủ Lăng Nghiêm này được biểu tượng đó là Như Lai Tạng Tâm. Đó là Như Lai Tạng Tâm. Cho nên á, ngài A Nan mới là kính lạy Phật và Bồ Tát trên hội thủ Lăng Nghiêm là như vậy. Rồi chúng ta học cái câu là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Đồng viên đang ôn lại một chút, review lại một chút. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Tôn tức là tôn kính hay là kính lạy, hay là ngài A Nan nói là con hôm nay con kính lạy. Diệu trạm là gì? Diệu trạm là báo thân Phật. Tổng trì là ứng hóa thân Phật. Bất động tức là pháp thân Phật. Chúng ta hôm bữa chúng ta học được ba cái thân này rồi. Đại chúng chúng ta có thể xem trong cái phẩm thứ hai, thứ ba gì đó. Đồng viên không nhớ rõ lắm. Là cái phẩm phân biệt về tam thân Phật trong kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, tức là kinh Kim Quang Minh đó, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba vậy đó, nói về phân biệt ba thân, nói rất rõ về tam thân Phật. Nếu đại chúng chúng ta có thời gian rảnh thì chúng ta lật ra những cái kinh đó, chúng ta đọc về hiểu rõ hơn ba thân đó. Hôm bữa trước thì đồng viên cũng có giải thích sơ qua về cái ba thân rồi. Đại chúng chúng ta lật ra cái trang 61, sách 61, chúng ta để tiếp tục theo dõi kinh. Như vậy xin thưa với đại chúng là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn tức là kính lạy báo thân Phật, ứng hóa thân Phật và pháp thân Phật. Vậy thôi. Đó. Cho nên có nhiều bản dịch là kính lạy đấng diệu trạm tổng trì bất động. Mình không hiểu, phải không? Bây giờ mình hiểu rồi, diệu trạm là báo thân Phật, tổng trì là ứng hóa thân Phật, và bất động tức là pháp thân Phật. Và chúng ta nên lưu ý là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, là có tựa đề rất dài, tức là Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm.
Như Lai mật nhân tu chứng đó, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, tức là diệu trạm. Ngay trong cái tựa đề kinh Lăng Nghiêm không, cũng hàm đầy đủ hết ba thân Phật đó. Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, tức là diệu trạm, mà diệu trạm tức là báo thân Phật. Rồi chư Bồ Tát vạn hạnh thủ Lăng Nghiêm, tức là tổng trì, mà tổng trì là ứng hóa thân Phật đó. Đại Phật đảnh, tức là bất động, bất động tức là pháp thân Phật. Cho nên ngay cái tựa đề kinh Lăng Nghiêm không, nó cũng bao hàm trong tam thân Phật. Tam thân Phật. Chúng ta xem tiếp cái trang 61. Như vậy tóm lại đó, diệu trạm tổng trì bất động, cái đoạn thứ nhất ha. Diệu trạm tổng trì bất động có nghĩa là nó bao gồm toàn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta thấy khiếp không? Đó. Cũng thâu gồm cả thánh giáo của một đời Phật thuyết, cho đến tôn chỉ màu nhiệm của tất cả chư Phật ba đời. Mười phương sáu chữ ấy nói tóm thâu hết, không sót một chỗ nào, đủ các lời sớ của sách Phật đảnh văn cứu đã giải. Ai có cần hiểu rộng phải tìm sách ấy để xét. Chúng ta cần hiểu rõ hơn vấn đề này không? Cần thì tìm sách Phật đảnh văn cứu mà đọc. Đồng viên cũng vậy thôi. Rồi chữ tôn á có nghĩa là cao nhất giữa bốn bậc thánh đó, vì cả ba thân đều là vô thượng tôn cực. Ba thân tức là báo thân, ứng thân và pháp thân. Rồi giải thích tiếp này, Thủ Lăng Nghiêm Vương. Thủ Lăng Nghiêm Vương tức là cái câu thứ hai đó. Câu thứ hai là Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu. Thủ Lăng Nghiêm Vương tên là tên chung của Pháp Đại Định. Vì định này nó gồm thâu hết các pháp tam muội. Các pháp tam muội. Tam muội gọi là định. Cho nên vì định này mà nó gồm thâu hết tất cả các tam muội khác, cho nên gọi là vương tam muội, tức là vua của tam muội. Như vậy thì cái Thủ Lăng Nghiêm Vương tức là vua trong tất cả các loại định. Nha, các vị hiểu chưa? Này lấy ngũ ấm lục nhập, này lấy ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, cả thất đại làm tất cả sự, các sự ấy đều là cảnh sở hiện của tâm. Ngũ ấm là gì các vị? Nói ngũ ẩn thì con hiểu, chứ ngũ ấm thì con không hiểu. Ngũ ấm hay là ngũ ẩn gì cũng giống nhau hết á. Mà chỉ qua là chúng dùng nó khác chút xíu rồi thôi. Ấm là che, là ngăn, tức là năm cái yếu tố này nó ngăn che Phật tánh chúng ta, gọi là ngũ ấm. Còn ngũ uẩn á, tức uẩn á là tích tập, tích lũy, năm cái yếu tố này nó tích lũy lại, nó làm cho thân chúng ta bị luân chuyển trong sanh tử luân hồi, đó là ngũ uẩn. Cho nên ngũ uẩn ấm gì cũng giống nhau chứ không có khác nhau nha. Lục nhập, chắc cái này mà hiểu ha, biết nè. Lục nhập là six entrances, sáu chỗ vào, sáu chỗ vào. Lục nhập đó là nhãn nhập, nhãn nhập là con mắt này, nhãn này, nơi vào, con mắt là cái cửa vào. Cho nên entrances là entrance là cái chỗ vào, cái lối vào. Đó. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Đó, nhớ là sáu đó nha. Đừng có ma nhập và tiêu đấy. Cho nên lục nhập là
sáu cái cơ quan đấy. Thập nhị sứ, thập nhị sứ tức là đúng rồi, đó, căn tiếp xúc với trần. Thập nhị sứ cũng còn gọi là thập nhị nhập, là cái 12 cái nơi vào đó, chỉ cho 12 pháp nuôi lớn tâm và tâm sở. Sứ, 12 sứ đó, sứ là Ayatana, tiếng Sanskrit là Ayatana. Sứ có nghĩa là nuôi dưỡng, hay là sinh trưởng, hay là trú sứ, hay là cái nơi. Thập nhị sứ gồm có 6 nội sứ và 6 ngoại sứ. 6 nội sứ đó là nhãn căn này, phải không? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 6 ngoại sứ đó là lục trần, là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó tương ứng với 5 cái căn bên kia. Đó. Cho nên thập nhị sứ tức là căn tiếp xúc với trần. Như đó thôi nha. Còn nếu mà căn tiếp xúc với trần mà sanh ra lục thức, tức là 18 giới, đó 18 giới phía sau đó, thập bát giới đó, là 18 giới. Cho nên xin thưa với đại chúng, giới có nghĩa là chủng loại, thập bát giới, giới có nghĩa là chủng loại hay là chủng tộc. Đó là 6 căn cộng với 6 trần cộng với 6 thức, hay nói cách khác, căn tiếp xúc với trần sanh ra ý thức. Đó. Như cái mắt này, con mắt chúng ta thấy, như đồng viên, con mắt của đồng viên làm về cái căn này, con mắt tiếp xúc với bên ngoài là sắc trần, đó ha, là cái hoa sinh ra cái nhãn thức, tức là con cái sự nhận biết của con mắt, à cái hoa này là hoa màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, biết đó, à biết cô này tên An Bin Si, đại khái như vậy. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3 đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3, Đức Phật dạy cho Ngài A Nan rất rõ về lục nhập, 12 sứ và 18 giới. Đại chúng chúng ta rảnh thì chúng ta lật ra kinh Thủ Lăng Nghiêm trong cái quyển thứ 3. Đức Phật dạy cho Ngài A Nan về cái ngũ uẩn này, lục nhập, 12 sứ và 18 giới rất là kỹ trong đó. Chính là bảo làm sao kẻ nào mà quên cái Như Lai tạng tâm, tức là ai mà quên cái Như Lai tạng tâm á, thì nó biến thành ra các sự, tức là thất đại, thập bát giới, thập nhị xứ, lục nhập và ngũ ấm, tạp nhiễm sanh diệt của chúng sanh. Trái lại, kẻ nào nhớ được cái tâm Như Lai tạng á, thì các sự ấm nhập xứ giới đều trở thành lại bằng viên diệu thanh tịnh của chư Phật, như là ngũ ấm thành ngũ phận thân hương, lục nhập thành lục thần thông, tức là tâm tịnh, độ tịnh, nghĩa là nhất thiết sự thanh tịnh viên diệu. Trong cái quyển mà Tục Đế và Chân Đế của Ngài Thôn Đa Ca, Ngài người Miến Điện, Ngài giải thích rất rõ về cái ấm nhập xứ giới. Cho nên là có ba hạng người, có ba hạng người đến hỏi và học pháp từ Đức Phật. Có một hạng người là trí nhớ cực, họ có trí tuệ giỏi đó, họ muốn học những cái bài kinh rất ngắn và họ hiểu về vật chất chứ họ không hiểu về tâm. Đối với hạng người này đó, Đức Phật khiến cho cái người đó đó hiểu về vật chất và tâm. Cho nên Đức Phật dạy cho cái loại người này về ngũ ấm hay ngũ ứng. Cái hạng người thứ hai á là cái trí tuệ trung bình. Cái hạng người này á là họ hỏi về Đức Phật những cái bài kinh trung bình thôi, không dài không ngắn, mà họ hiểu về tâm, họ không hiểu gì về vật chất. Đối với hạng người này đó,
Đức Phật dạy cho họ, khiến cho họ hiểu về vật chất và tâm, cho nên Đức Phật dạy cho họ về 12 xứ. 12 xứ. Rồi đối với một hạng người á mà trí tuệ thấp kém, căn tánh thấp kém, họ thích học những cái bài kinh dài. Họ không hiểu về vật chất và tâm. Đối với hạng người này, Đức Phật khiến cho họ hiểu về vật chất và tâm, cho nên Đức Phật dạy cho họ về 18 giới. Cho nên xin thưa với đại chúng, có nhiều người đó khi mà đến với Phật giáo đó, thấy trời sao mà Phật giáo có nhiều giới, điều quá nhiều giới quá, nào là 250 giới, là 348 giới, nhiều quá, rồi 10 giới, 8 giới, rồi 5 giới. Cho nên có cái ông đó, Bà La Môn bạch với Đức Phật, bạch với Đức Thế Tôn, ngài có thể ngài dạy cho con cái nào ngắn nhất không? Thì Đức Phật, ổng là cư sĩ mà, cho nên Đức Phật nói rằng thôi được rồi, ta dạy cho ông 5 giới. Cái 5 giới cũng còn nhiều lắm, thì Đức Phật kêu thôi được rồi, ta dạy cho ông 3 điều, bỏ trừ tham sân si. Ông kêu cũng còn nhiều quá. Đức Phật mới dạy rằng thôi được rồi, ta dạy cho ông 2 điều là làm lành lánh dữ. Ông kêu được á. Nhưng mà xin thưa đại chúng, làm lành lánh dữ nó cũng bao trùm hết rồi, sẽ không được đơn giản đâu. Không, cho nên Đức Phật chúng ta là sao? Phương tiện, không? Phương tiện khéo léo hướng dẫn họ vào con đường chánh đạo là như vậy. Đó. Như vậy thì trong này ngài mới bảo rằng ai mà quên cái Như Lai Tạng Tâm, tức là ai mà quên đi cái Phật tánh chúng ta đó, kẻ nào quên, hay là người nào quên đó, thì nó biến thành ra các sự thất đại, thập bát giới, thập nhị xứ, lục nhập, ngũ ấm. Chính vì chúng ta quên đi cái Như Lai Tạng Tâm, tức là Phật tánh chúng ta, cho nên chúng ta mới bị trôi lăn trong sanh tử nè, trong sự đau khổ nè. Đó. Trái lại, người nào nhớ được cái tâm Như Lai Tạng thì các sự đó là ấm nhập xứ giới. Ấm là che đậy, đồng viên nhắc lại một lần, ấm là che đậy hay là che khuất, uẩn là tích tập hay là tích tụ. Tiếng Sanskrit là skanda. Skanda là ấm hay là uẩn. Còn xứ là ayatana. Ayatana có nghĩa là trụ xứ hay là lĩnh vực. Còn có nghĩa nữa là nuôi dưỡng và sinh trưởng, tức là xứ. Giới là đa tu, tiếng Sanskrit là giới là đa tu. Đa tu có nghĩa là thành phần hay là yếu tố. Nhập tức là đi vào. Đó. Chúng ta hiểu những cái thuật ngữ này nha. Ấm nhập xứ giới. Tất nhiên á, chúng ta đi sâu vào nó không đơn giản như đồng viên vừa nói đâu, nhưng mà đó là những nghĩa căn bản nhất đó. Cho nên ai mà nhớ được Như Lai Tạng Tâm này thì các ấm nhập xứ giới này nó trở thành sao? Viên diệu thanh tịnh của chư Phật. Như là ngũ ấm thành ngũ phần thân hương. Lục nhập thành lục thần thông. Cho nên xin thưa với đại chúng, ngũ phần thân hương các vị biết không? Khi quý thầy mà vào chánh điện tụng kinh đó, trước khi mà nguyện hương đó, cái giờ mà đầu tiên đó, thì thỉnh thoảng quý ngài, quý thầy, vị chủ sám, chủ lễ đó nguyện nhiều bài hương khác nhau, nhưng mà bản thân đầu tiên là thích nguyện cái bài này nè, giới hương đó, giới hương định hương dư tuệ hương đó, giới hương đó. Cho nên ngũ phận thân hương đó, ngũ phận thân hương cũng gọi là ngũ phần hương. Ngũ phần hương là năm phần công đức chúng ta học chỗ đây này, để khi mà chúng ta nghe cái bài kệ này, bài nghiệm hương này sướng lên đó, là chúng ta hiểu được cái vấn đề này. Ngũ phận thân hương cũng còn gọi là ngũ phần hương, tức là năm phần công đức, năm
Cái phần pháp thân trong giáo lý, Đức Như Lai hiện tại thành pháp thân. Chỉ có Đức Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn Giải Thoát mới có những phần công đức. Tức là từ bậc thánh trở lên á, nha, từ bậc thánh trở lên á mới có được năm phần công đức này, tức là Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. À, Thanh Văn trở lên là thánh rồi. Các vị phân biệt được thánh và hiền không? Bậc thánh á là không còn trong sanh tử luân hồi nữa, mà bậc hiền á là còn trong sanh tử luân hồi. À, họ mới kiến đạo thôi. Thứ nhất á, đó là giới pháp thân. Giới pháp thân còn gọi là giới hương đó. Giới hương, định hương, giữ là cùng. À, giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Tức là giới hương, định hương, cùng tuệ hương. Đó. Giới pháp thân hay còn gọi là giới hương, tức là tu trì giới hạnh của Đức Như Lai. Tu trì giới hạnh của Đức Như Lai. Giữ gìn tam nghiệp thân khẩu ý đó, lìa khỏi các lỗi lầm sai lạc si mê, phải không? Chúng ta giữ giới là để tránh, để làm cho ba nghiệp chúng ta thân khẩu ý được tốt, chứ có gì đâu thân khẩu ý. À, cho nên tu trì giới hạnh của Đức Như Lai, à, giữ gìn tam nghiệp thân khẩu ý, lìa khỏi tất cả các lỗi lầm si mê. Thứ hai đó là định pháp thân. Định pháp thân là định hương đó, giới hương, định hương nha. Tức là tu pháp thiền định của Đức Như Lai. Tu pháp thiền định của Đức Như Lai được tâm tịch diệt, an vui, lìa khỏi tất cả các vọng niệm điên đảo. Cho nên là chúng ta thực tập thiền để có được cái chánh niệm, mà chánh niệm để trừ được cái vọng niệm. Cho nên định hương là như vậy, tức là tu pháp thiền định của Đức Như Lai được tâm tịch diệt an vui đó, lìa khỏi tất cả các vọng niệm điên đảo. Huệ pháp thân, huệ pháp thân tức là huệ hương, tức là tu pháp trí tuệ của Đức Như Lai được chân trí viên minh, quán đạt pháp thân, quán đạt pháp thân. Cái thứ tư là giải thoát pháp thân. Giải thoát pháp thân hay là giải thoát hương đó, tu cho đắc tâm thân của Như Lai, giải thoát ra khỏi mọi sự trói buộc si mê, tức là thể nhập các đức niết bàn, nó giải thoát pháp thân hay là giải thoát hương đó. Cái cuối cùng là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến pháp thân tức là giải thoát tri kiến hương, là bậc chứng đắc quả vị tối thượng, lìa tất cả mọi vọng niệm. Đây là cái quả vị cao nhất đây, tức là giải thoát tri kiến hương. Cho nên người nào đó mà nhớ được cái tâm Như Lai tạng này đó, thì tất cả những cái ấm xứ giới hay nhập đó thì trở thành cái sự viên diệu thanh tịnh của Đức Phật, thì ngũ ấm mới trở thành ngũ phận thân hương này. Đã, lục nhập nó trở thành lục thần thông. À, lục nhập trở thành lục thần thông. Lục thần thông đó là thần túc thông. À, thần túc thông. Thần túc thông tức là cái năng lực thần thông được tự tại. Đó. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Túc mạng thông tức là năng lực biết được những đời, nhiều kiếp về quá khứ của chúng ta. Đó là túc mạng thông.
và lậu tận thông, tức là cái năng lực chuyển hóa tất cả những phiền não. Ngoại đạo có thể họ chứng tới năm ngũ thông thôi, tức là tới túc mạng thông thôi, còn lậu tận thông thì họ không thể chứng được, là bởi vì lậu tận thông tức là cái năng lực chuyển hóa tất cả những phiền não, đoạn trừ hết tất cả những phiền não, mà đoạn trừ hết tất cả những phiền não đó chỉ cho các bậc thánh thôi, chư Phật Bồ Tát mới đoạn trừ được. Ngoại đạo có thể là họ biết được nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ đó, nhưng mà có một sự giới hạn, còn họ không thể chứng được cái lậu tận thông. Cho nên khi mà chúng ta nhớ được cái Phật tánh chân như của chúng ta, chân tâm chúng ta đó, thì ngũ ấm nó trở thành ngũ phần hương, rồi lục nhập nó trở thành lục thông. Thế cho nên các sự ấm, các sự ngũ ấm lục nhập vân vân, đâu chẳng là pháp được sanh bằng nhân duyên, phải không? Tất cả những cái đó là do nhân duyên hết, nhân duyên mà hợp thành hết. Cũng như là đủ điều kiện mới phát hiện, đã do nhiều nhân duyên mới phát sanh ra các pháp ấm và nhập vân vân, thì các sự tỷ như là ho đốm giữa hư không, vì cái thể nó vốn không, bởi nguyên đó là Như Lai tạng tâm, mà tạng tâm ấy là đương thể nó là diệu trạm tổng trì bất động. Thế thì nói nhất thiết sự điều là tạng tâm đó, thì nên biết rằng đó là sự cứu cánh. Mỗi sự mà là diệu trạm tổng trì bất động nên bảo rằng là kiên cố. Cho nên Thủ Lăng Nghiêm dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nó có nghĩa là suốt thấu nguồn đáy của các pháp mà không động không hội. Thật thế, người mà tu pháp quán ấy đó, thời các pháp tam đề, tam quán, tam đức, tam thân, đâu chẳng đều ở nơi pháp Thủ Lăng Nghiêm tam bộ này. Tam đề hay là tam quán cũng là một thôi. Tam đề cũng là tam quán, mà tam quán cũng là tam đề. Nơi tam quán là ba cách quan sát. Tam quán đó là ba cách quan sát, đó là không quán, nhân duyên quán, nhân duyên quán còn gọi là giả quán, và cái thứ ba đó là trung quán. Không quán tức là phủ nhận những cái cảm thọ, nhận thức sai lạc, đó là không quán. Rồi nhân duyên quán đó là diệt trừ kiến giải chấp không, diệt trừ kiến giải chấp không. Trung quán là dung nhiếp cả cái hai lối quán ở trên đó, dung nhiếp cả hai lối quán là quán không quán và nhân duyên quán. Cho nên trung quán là dung nhiếp cả hai lối quán ở trên nhưng không chấp trước, vướng mắc vào chúng. Ba cái phương pháp này thì Ngài Trí Khải của Tông Thiên Thai đó xiển dương một cách triệt để. Ba cái lối quán này thì theo Ngài Trí Giả Đại Sư trong cái Tông Thiên Thai thì được xiển dương ba cái lối quán này một cách triệt để. Ngài thường xiển dương về ba cái lối quán này. Tam đức tức là ba khía cạnh công đức của một vị Phật. Thứ nhất là công đức của lòng từ bi. Thứ hai là công đức của sự đoạn diệt phiền não hay là diệt trừ phiền não. Cái công đức thứ ba đó là trí tuệ. Ngoài ba cái công đức này ra đó, thì ba cái loại công đức mà chúng ta thường nghe nhất đó là trí đức, đoạn đức và ân đức.
Chúng ta thường nghe là tam đức đó, chúng ta thường nghe đó là trí đức, đoạn đức và ăn đức. Trí đức tức là trí toàn giác, trí toàn giác. Mà trí toàn giác này chỉ có Đức Phật mới có thôi. Đoạn đức tức là đoạn tất cả những cái khổ đau phiền não, chỉ có Đức Phật mới đoạn trừ tất cả những khổ đau phiền não mà thôi. Cho nên lậu tận thông là như vậy. Ăn đức tức là Đức Phật phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên xin thưa với đại chúng, thủ lăng nghiêm được dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố nha, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, có nghĩa là thấu suốt hết tất cả các nguồn đáy của các pháp, mà không động không hội thật thế. Người mà tu pháp quán ấy đó, thì các pháp tam đề, tam quán, tam đức, tam thân vừa học đấy, đó là báo thân, ứng hóa thân và pháp thân, đều là ở nơi pháp thủ lăng nghiêm tam muội này. Tất cả những cái phương pháp, tất cả những các pháp đó cũng nằm trong cái thủ lăng nghiêm này giống đâu hết. Hy hữu tức là thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Hy hữu là ít có, hy hữu là ít có. Thế là thế gian của cửu giới, thế là thế gian là cửu giới. Cửu giới đó là ngũ thú tạp cơ địa. Ngũ thú tạp cơ địa tức là năm loài có dục vọng cùng ở chung với nhau, đó là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngũ thú tạp cơ địa, năm cái loài này á, là họ sống ở đâu các vị? Ở đâu, cõi nào? Dục giới. Cửu giới tức là chín nơi nè. Thứ nhất là ngũ thú tạp cơ địa, thứ hai là ly sanh hỷ lạc địa, thứ ba là định sanh hỷ lạc địa, thứ tư là ly hỷ diệu lạc địa, thứ năm là xá niệm thanh tịnh địa. Ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xá niệm thanh tịnh địa. Bốn cái này là gọi cái gì hả? Ở đâu, nằm ở đâu, cõi nào? Sắc giới. Bốn cái này là bốn cõi tầng trời, tầng thiền này: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cho nên sơ thiền còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Ly cái gì mà sanh hỷ lạc này? Dục ở đâu? Dục thông tâm. Ly sanh hỷ lạc địa tức là họ lìa tất cả những cái ngũ dục, những cái pháp ác của dục giới. Nhưng mà vấn đề này chúng ta học sau ha. Cho nên ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xá niệm thanh tịnh địa, đây là bốn tầng thiền của sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cái đó là thứ năm rồi phải không? Thứ sáu là không vô biên xứ, thứ bảy là thức vô biên xứ, thứ tám là vô sở hữu xứ, và thứ chín là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó, chín cõi trời đó đó. Như vậy bốn cái sau á thuộc về vô sắc giới. Đó, vô sắc giới. Cho nên thế là thế gian của cửu giới, tức là tất cả thánh phàm trong chín cõi đều chưa chứng ngộ được tạng tâm, chưa rõ được Phật đức, nên chưa có thể nói được pháp tam muội ấy, cũng không thể nghi nổi được pháp tam muội ấy, nên nói là thế hy hữu. Nghĩa là cả chín thế gian ít có người nói pháp ấy đó, pháp ấy là pháp thủ lăng nghiêm. Nay ngài A Nan đã nghe và đã chứng ngộ, đã nghe và đã chứng ngộ, nên thuật rõ lời tán thán để cảm ơn sâu Đức Phật.
ở chỗ đây này, cái đoạn trên đó, tất cả thánh phàm trong chính cõi đều chưa chứng ngộ được tạng tâm. Chỗ này là nó hơi có gì sai sai, chúng ta sửa lại nha. Chúng ta tất cả phàm phu chứ không có thánh phàm. Tất cả phàm phu trong chính cõi, bây giờ thánh đâu nằm trong cái chính cõi này ở đâu? Thánh là những bậc đã thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, không còn nằm trong tam giới nữa. Đó, hình như là thuộc cái thất, cái địa thứ thứ ba, à địa thứ bảy trở lên đó của thập địa gọi là thánh rồi. Còn từ cái địa thứ sáu tôi xuống đó gọi là hiền. Đó, cho nên từ cái địa thứ bảy trở lên đó, à từ cái địa thứ bảy trở lên đó gọi là thánh rồi. Bậc thánh thì không nằm, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cho nên hiền á là cái bậc còn trong, là cái phàm phu chưa đoạn diệt, à, chưa đoạn đoạn hoặc tức là đoạn phiền não đó, hoặc là phiền não đó, chưa chứng lý, à, chưa chứng lý. Còn thánh á là các bậc không còn ở địa vị phàm phu, à, các ngài đã vượt qua mọi phiền não và chứng toàn lý, chứng toàn lý. Cho nên đến này nói rằng là tất cả thánh phàm trong chính cõi đều chưa chứng ngộ được tạng tâm, như vậy là không đúng. À, không có đúng. Nói có thể như thế này này, tất cả những bậc thánh thị hiện trong cái thế giới ta bà này hay là trong ba cõi để cứu giúp chúng sanh thì được. Chứ mà nói là tất cả thánh phàm trong chính cõi đều chưa chứng ngộ được cái tạng tâm là chưa được, không đúng lắm. Chưa rõ được Phật đức nên chưa có thể nói được pháp tam muội ấy. Cho nên tất cả những vị cái bậc mà tu tập đạt đến cái định cao nhất của tam giới đó là phi tưởng phi tưởng xứ đó, đó họ cũng không thể nào nói được cái pháp thủ lăng nghiêm được, là bởi vì họ chưa rời khỏi, họ chưa đoạn tận được các phiền não hoàn toàn. Cho nên khi mà Đức Phật chúng ta, trước khi Đức Phật chúng ta ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm để quán chiếu thân và tâm, tự tâm của mình đó, để giác ngộ đó, thì Ngài cũng đạt được cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà Ngài cảm thấy là phiền não chính Ngài không có đoạn diệt được hết, cho nên Ngài mới quyết định là tìm một cái nơi nào đó, phải không? Tìm một cái nơi nào đó, quyết đoạn diệt hết tất cả phiền não, mà cái nơi đó là dưới cội cây Bồ Đề. Cho nên cái vị mà đạt cái định cao nhất trong tam giới cũng không thể nào nói được cái pháp thủ lăng nghiêm. Cho nên trong này nói là bởi vì phàm phu trong chính cõi chưa chứng được cái tạng tâm, tức là chưa thấy rõ được Phật tánh trong tâm của chúng ta, chưa thấy được rõ. Cho nên chưa thấy rõ được Phật đức nên chưa có thể nói được pháp tam muội ấy. Đó, cũng không thể nghe nổi được pháp tam muội ấy nên nói là thế hy hữu. À, bởi vì hy hữu là ít có, là hiếm có mà. Có nghĩa là cả chính thế gian nãy đồng viên mình đọc đó, vừa đọc đó ha, vừa học đó, ít có người nói pháp ấy. Nay Ngài A Nan đã nghe và đã chứng ngộ nên mới tán thán và cảm ơn Đức Phật. Ai biết rằng cái kinh này á, là kết tập lúc nào? Thấy không? Cho nên là chúng ta thấy á, kinh á kết tập là sau khi Đức Phật nhập diệt. Có thể các đâu? Các vị nên nhớ điều này này, cho nên chúng ta phải đọc trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nha. Khuyên nên đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm để chúng ta hiểu hơn.
Chúng ta nhớ rằng là sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng thì mới được kết tập kinh điển. Như vậy có thể rằng là sau khi kết tập kinh điển là thứ nhất, và sau khi mà ngài A Nan có thể là sau cái thời kết tập đó, có thể là ngài A Nan có thể dạy cho đệ tử hay là kết tập gì đó trong đây. Nói chung á, xin thưa đại chúng, lịch sử của Phật giáo Đại thừa chúng ta và lịch sử của Phật giáo Nam, Phật giáo Nguyên thủy kết tập kinh điển đó từ hồi giờ rồi, sách vở ghi cũng vẫn là bút chiếc thôi. Ở đây đồng viên cũng không đủ thẩm quyền để nói vấn đề đó. Bởi vì sao? Bậc thầy của mình, các tổ sư của mình cũng nói như thế, thì mình không có thể nào nói được. Xin thưa với đại chúng, có thể ví dụ chúng ta nghĩ này, có thể là chúng ta làm một cái bình thường chúng ta liệt kê trong cái gia đình chúng ta là cái family, và từ ông nội ông cố ông cha gì đó, phải không? Ông nội của ông nội mình thôi thì cách đây cũng khoảng vài trăm năm, nó ví dụ vậy, chúng ta cũng không biết rồi đấy, uống gì đây mấy ngàn năm rồi, cho nên cái đó thì chúng ta cứ học đi. Cái đây để make sure lại thì đồng viên nhớ như vậy chứ không có kỹ lắm, nhưng mà đồng viên nhớ hình như là cái địa thứ bảy trở lên đó, cái địa thứ bảy trở lên là bắt đầu bậc thánh rồi đó, còn cái địa từ địa thứ sáu trở xuống là hiền, bậc hiền thôi. Nhưng mà để make sure lại thì được sao, để đồng viên lật lại coi lại, bởi vì học lâu quá thì đôi khi nó cũng quên, phải không? Nhưng mà nếu mà nói sai pháp á, thầy trò mình đều đi nơi sai pháp, không có đúng, cho nên đồng viên chỉ nhớ như vậy, nhưng mà hình là như vậy, hình như đúng, đồng viên 80% là nhớ như vậy, nhưng mà để make sure là 100% thì để sẽ coi lại kỹ hơn nha. Dạ sao các vị cứ hỏi đi á. Đó, cho nên xin thưa với đại chúng á, đến với Phật giáo Đại thừa chúng ta, đồng viên cũng nhắc hoài, đến với Phật giáo Đại thừa chúng ta, chúng ta phải nhìn bằng tánh chứ không thể nhìn bằng tướng. Bằng tánh chứ không thể bằng tướng. Và đến với Phật giáo Đại thừa chúng ta cũng không thể lấy cái lịch sử mà chúng ta so sánh. Đó. Khi chúng ta nghiên cứu lịch sử đó là một vấn đề khác. Mà khi chúng ta nói về tướng là một vấn đề khác, mà chúng ta nói về tánh là một vấn đề khác. Nhưng quan trọng ở đây đồng viên nói với đại chúng là chúng ta học được gì trong kinh để chúng ta tu tập, cái đó là cái quan trọng. Thậm chí đó, xin thưa với đại chúng, đồng viên đọc nghiên cứu kinh sách này kia nọ, nó có nhiều cái mâu thuẫn như lắm. Nhất là cho nên Phật giáo Đại thừa chúng ta là sao, đa nghi là đa ngộ, chúng ta nghi chúng ta tìm tòi thì chúng ta hiểu thêm vấn đề chứ không có gì hết. Cho nên đại chúng cứ học, không hiểu cứ hỏi, mà đồng viên biết thì trả lời, không biết thì đồng viên nghiên cứu tiếp. Bởi vì sao? Phật pháp bao la mà, làm sao biết hết được? Đó, phải không? Không cách nào biết hết được. Bởi vì sao? Trong đấy mới nói đó, mình là phàm phu chưa chứng được cái tạng tâm. Cho nên ở đây nói đó, mình nói là nói lại lời của các ngài nói, lời tổ sư nói thôi, chứ không có cái gì là cái của mình hết đó. Chứ thưa đại chúng, không có cái gì là cái của mình hết đó. Ngay cả Đức Phật cũng nói mà, khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật nói rằng là trong suốt 45 năm hay là 49 năm của ta chưa nói ra một lời nào. Ngài cũng nói như vậy. Mình là cái gì, phải không? Mình không có gì hết. Mình là chỉ là nhai lại thôi, mà nhai không xong rồi nè. Nhai không xong đó. Phải không? Đó, nó khó lắm á, không phải đơn giản đâu. Rồi một phần nữa, nhiều phần nữa rằng là sách này nói khác, sách kia nói khác. Đó, nó khó như vậy đó, cho nên chúng ta học cũng khó lắm đó. Sao các vị cứ hỏi vấn đề gì? Rồi chúng ta đi tiếp tục cái câu thứ ba, đó là tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng. Đó,
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tướng, tức là cái câu thứ ba. Câu thứ tư là bất lịch tăng kỳ hoạt pháp thân. Dứt cái tưởng điên đảo từ vạn kiếp, chẳng trải nhiều kiếp mà chứng pháp thân. Bất lịch là chẳng trải. Bất lịch là chẳng trải. Chị quên mất rồi ta. Chị hỏi câu y xì, đồng viên nghĩ luôn. Hồi nhỏ đó, hồi nhỏ học đó, đồng viên cũng nghĩ như vậy đó. Chị hỏi câu đó là khi mà đồng viên hồi đồng viên học đó, học cái kinh Lăng Nghiêm này đó, thì mình cũng có cái nghi như vậy. Và thậm chí là tới bây giờ, mỗi khi mình lật lại đọc đó, mình cũng có cái nghi như vậy. Nhưng mà không sao, nghi nghi tốt chứ không sao hết á. Rồi mình từ từ mình nghiên cứu, mình đọc tiếp, rồi mình hiểu, từ từ mình hiểu ra. Học mà phải nghi như vậy. Không sao hết á. Tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạt pháp thân. Đó. Trong này ngài dịch đó là dứt cái tưởng điên đạo từ vạn kiếp, chẳng trải nhiều kiếp mà chứng pháp thân. Đó là ngài A Nan kể bày cái chỗ đã chứng ngộ. Đã kiếp á, tiếng Phạn gọi là Kappa, Kappa dịch đó là thời phần, nghĩa là năm tháng ngày giờ rất là lâu. Ức á, là có bốn con số, và bốn số này hình là bốn số không. Ở đây đồng viên chia sẻ với đại chúng là cái từ kiếp một chút. Kiếp với đời nó giống nhau không các vị? Kiếp với đời giống nhau không? Người ta thường thường người ta kiếp người, phải không? Cho nên mình sử dụng kiếp người hay đời người nó nhầm với nhau. Người là phải đời người, còn kiếp là chỉ cho vũ trụ quan. Kiếp là chỉ cho vũ trụ quan. Kiếp là kiếp ba. Kiếp ba được phiên âm từ chữ là Kappa đó. Đã. Là tên gọi chung của một đơn vị thời gian của Ấn Độ thời cổ đại, lâu xưa rồi. Với tư tưởng Phật giáo đó, thì Đức Phật nói kiếp có ba cấp, tức là tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Từ kiếp đó. Tiểu kiếp là sao? Là kiếp nhỏ. Tiểu kiếp tức là kiếp nhỏ, tức là được tính theo thọ mạng của loài người. Được tính theo thọ mạng của loài người trên địa cầu này. Thọ mạng dài nhất á, là 84.000 tuổi. Thọ mạng mà dài nhất của một đời người đó là 84.000 tuổi. Như vậy thì cứ 1.000 năm, cứ 1.000 năm tức là cứ một thiên niên kỷ đó, tức là khoảng 10 thế kỷ phải không? 1.000 năm là 10 thế kỷ phải không? Đó, giảm đi một tuổi. Giảm tới khi nào mà thọ mạng con người chỉ còn 10 tuổi thôi. Rồi giai đoạn này gọi là giai đoạn giảm kiếp. Giai đoạn này là giai đoạn giảm kiếp. Rồi từ thọ mạng 10 tuổi, cứ qua 1.000 năm đó, lại tăng thêm 1 tuổi đạt đến khi nào mà 84.000 tuổi đó, thì gọi là giai đoạn tăng kiếp. Thì quá trình thời gian đó, một lần giảm, một lần tăng như vậy gọi là tiểu kiếp. Chúng ta thấy lâu không các vị? Lâu không? Lâu phải không? Như vậy thì cái con phù du đó, cuộc đời của nó có 24 tiếng đồng hồ rồi. Mà nó so với đời người chúng ta là sao? 100 năm nó nói thì sao? Sao mà sống lâu dữ rồi. Phải không? Bởi vì hình như cái con phù du là thọ mạng ngắn nhất thế giới không? Trong tất cả các loài động vật phải không? Con phù du hình như sống 24 tiếng đồng hồ cho mấy. Nhưng mà con nào mà sống hết 24 tiếng đồng hồ đâu? Đời người chúng ta nói là 100 năm, mấy ai sống được 100 năm bao nhiêu? Phải không? Cho nên á, con phù du á, mà nếu mà nó biết nói á, thì nó không nói như mình như vậy. Trời, cái loài gì mà sống 100 năm trời, nó không thể nghĩ bàn, nó không nghĩ ra. Có nhiều con sinh ra 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ nó chết. Mình cũng vậy, đời người mình cũng vậy. Mới sinh ra cũng chết, hoặc chưa sinh ra cũng chết, hoặc sinh ra vài tuổi chết.
hay là có người sống và 30 năm, hoặc có người sống một trên 100 năm nữa. Lâu như vậy. Cho nên con phù du nói trời, cái loài gì mà có hai chân mà sống, sống dữ nè, lâu dữ rồi, mình chắc mình chết đi sống vậy không biết bao nhiêu lần. Thấy không? Đó. Cho nên đó, một đời người, một đời của nó đó mới có một ngày của mình này. Một ngày của mình. Cho nên tiểu kiếp á là một lần giảm và một lần tăng như vậy, gọi là một tiểu kiếp. Rồi một trung kiếp là cái kiếp trung bình. Trung kiếp là kiếp trung bình. Tức là 20 tiểu kiếp gộp lại thành một trung kiếp. 20 tiểu kiếp tức là 40 lần giảm, phải không? 40 lần giảm và tăng. Như vậy thì 20 tiểu kiếp như vậy gộp lại thành một trung kiếp. Đó. Địa cầu nơi chúng ta đang ở đó diễn biến qua 4 giai đoạn. Địa cầu chúng ta đang ở này thì diễn biến qua 4 giai đoạn, đó là thành trụ hội không. Thành là hình thành, trụ là tồn tại, hội là hủy hội, không là thành hư không. Cho nên địa cầu chúng ta trải qua 4 giai đoạn thành trụ hội không. Trong mỗi giai đoạn như vậy đó, trong cái mỗi giai đoạn mà từ cái giai đoạn mà thành đến giai đoạn trụ đó, hay là từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn tồn tại đó, thì dài bằng 200 tiểu kiếp. Dài bằng 200 tiểu kiếp như vậy. Thì trong 4 giai đoạn trên đó, chỉ có giai đoạn trụ là có người ở, tức là chúng ta đang trong giai đoạn chúng ta này. Đó, chúng ta đang trong giai đoạn trụ, tức là giai đoạn tồn tại. Đó. Rồi trong giai đoạn mà sơ thành đó, địa cầu có thể lỏng và thể khí. Và từ thể lỏng khô cứng dần dần, vì vậy mà người không thể ở được. Đến giai đoạn hoại á, thì trái đất bị phá hoại kịch liệt, dữ dội, người cũng không thể ở được, con người chúng ta cũng không thể ở được. Trong giai đoạn này đó thì trái đất trải qua 49 lần hỏa tai lớn. Trong giai đoạn hoại đó thì trái đất chúng ta trải qua 49 lần hỏa tai lớn, 7 lần thủy tai lớn, 1 lần bão lớn, tức là 1 lần phong tai. Đó. Sau đó đất bị băng hội. Sau đó đất bị băng hội. Sau khi hội kiếp á, kết thúc á, thì bắt đầu không kiếp. Đó, tức là không có vật gì tồn tại hết. Kéo dài khoảng 20 tiểu kiếp. Trong giai đoạn nó kéo dài khoảng 20 tiểu kiếp. Rồi một địa cầu mới lại dần dần hình thành. Rồi một cái địa cầu mới trở lại hình thành. Một giai đoạn thành khác lại bắt đầu. Như vậy 4 giai đoạn thành trụ hội không của trái đất là 4 trung kiếp. Gọi là 4 trung kiếp, gọi là thành kiếp, trụ kiếp, hội kiếp và không kiếp. Đó. Bây giờ đại kiếp. Đại kiếp tức là kiếp lớn. Đại kiếp là kiếp lớn. Tức là 4 trung kiếp. 4 trung kiếp nha. 4 trung kiếp gộp lại thành một đại kiếp. 4 trung kiếp gộp lại thành một đại kiếp. Hay nói một cách dễ hiểu á, là một lần sanh diệt của địa cầu là một đại kiếp. Một lần sanh, một lần diệt của quả địa cầu này gọi là một đại kiếp. Trong những lần thế giới bị hội diệt á, thì tất cả chúng sanh đều chuyển sang qua thế giới khác. Trong cái giai đoạn bị hội diệt á, thế giới bị hội diệt thì tất cả chúng sanh chuyển qua thế giới khác ở. Cho nên chúng ta chết không có mất đâu mà lo và sợ. Phải không? Chết không có mất. Mà chúng ta làm sao? Thế giới này có bị hủy hoại thì chúng ta đi qua thế giới khác ở, phải không? Biết đâu thế giới khác sướng hơn nhiều. Hay là thế giới khác mà nếu mà chúng ta làm ác thì là sao? Khổ hơn nhiều. Cho nên á, khi mà học về cái vũ trụ quan, học về vũ trụ quan của Phật giáo đó, là mình tưởng tượng dữ lắm. Đó. Mà các vị xem những cái nhà khoa học họ gọi là fiction á, phải không? Nhưng mà
thật sự không phải fiction đâu. Đức Phật chúng ta nói làm sao? Hằng hà sa số thế giới mà. Đó, đồng viên có coi xem một cái video mà một người bạn, tức là người bạn người Mỹ đó, gửi cho đồng viên xem. Một video hay lắm. Tức là trái đất của chúng ta như vậy. Ngoài trái đất chúng ta là có hàng ngàn, hàng tỷ thế giới khác. Hàng ngàn, hàng tỷ thế giới khác là xung quanh thế giới chúng ta. Đó. Rồi cái dãy ngân hà chúng ta đó có mặt trời và mặt trăng. À, có mặt trời và mặt trăng. Rồi có sao hỏa, mặt đại khái là như vậy, hình như là 7 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ ở dưới, tức là dãy ngân hà chung của chúng ta tổng cộng khoảng 11 cái. Thì 11 đó là 11 cái chính, là gần nhất cái trái đất của chúng ta. Nói gần nhất thôi nha. Nói gần nhất thôi. Thì ngoài những cái đó ra là có cái nhà khoa học của người Pháp họ nói rằng là theo họ đoán thì khoảng có 4 tỷ cái hành tinh khác ở xung quanh đó. 4 tỷ. Đó. Nhưng mà gần đây đó khoa học họ nói rằng là họ có thể nói rằng là gần trái đất chúng ta đó có khoảng 7 cái hành tinh giống y xì trái đất của chúng ta luôn, cũng có người sống. Biết đâu cái thế giới nào đó cũng đang có ông đồng viên đang nói chuyện về làm sao. Phải không? Ví dụ như vậy đó, mình đâu biết. Biết đâu cũng có, biết đâu cũng thế giới đó cũng y xì thế giới mình sao. Phải không? Đó, là bởi vì sao? Bởi vì hành hà sa số thế giới mà, nhiều lắm. Thì tất cả những cái đó trở thành một cái vũ trụ. À, rồi nó dung xa ra đó. Thì cái vũ trụ đó nó lại nhỏ như trái đất của chúng ta. Rồi xung quanh cái vũ trụ đó nó cũng có nhiều cái vũ trụ, hàng hà sa số vũ trụ như vậy. Thì chúng ta nghĩ rằng là cái thế giới chúng ta nó nhỏ cỡ nào. Phải không? Thế giới chúng ta nhỏ như thế nào? Và chúng ta đang ở thế giới này thì chúng ta nhỏ như thế nào đối với thế giới? Thấy không? Cho nên chúng ta học vũ trụ quan của Phật giáo hay lắm trong đó đó. Chém gió nó hết giờ mất rồi. Cho nên các giai đoạn mà thành trụ hội không của thế giới không khác nào là các giai đoạn sanh ra, lớn lên, già và chết của con người. Đó, sanh lão bệnh tử mà. Phải không? Thành trụ hội không thì cũng giống như sanh lão bệnh tử một đời người. Đó. Cho nên thế giới bắt đầu từ giai đoạn thành đến giai đoạn không gọi là một kiếp. Đó, thế giới mà bắt đầu từ giai đoạn bắt đầu là thành đến giai đoạn không gọi là một kiếp. Con người chúng ta từ khi sinh ra đến chết gọi là một đời. Nha, giờ hiểu chưa đời và kiếp rồi đó. Nên mai mà chúng ta học mà ai về nói một kiếp người chúng ta có chém gió được rồi đó. Phải không? Cho nên đêm thời gian một đời người mà so sánh thời gian có một kiếp người, của một kiếp của thế giới đó, chẳng phải là thế gian của một đời người quá nhỏ nhoi, phải không? Đó. Rồi một lần nữa xin cảm ơn đại chúng ha, lắng nghe ha. Chém gió quá cho nên bài nó gì chậm. Hả? Không chậm hả? Trung trung thôi hả? Cho nên xin thưa với đại chúng là có những vấn đề nha, có những vấn đề học Phật đó thì chúng tôi không có muốn nói trước đại chúng. À, có những cái câu hỏi, có những câu trả lời. Thầy ứng thủ hối quá rồi đó. Thôi mình hồi hướng chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tông ai ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.